Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại kênh ống kính các bạn của mình. Xin mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhé. Hiện tại thì mình đang chứng kiến một cái lễ hội cầu tàu của dân tộc Mông các bạn. Đó, đây thì đa số là dân tộc Mông bạn nhé. Thì lát nữa thì có một cái lễ hội đó là nhảy. Đó, ở dưới này có mấy bạn gái Mông nhỉ các bạn nhỉ? Thay quần áo xong chưa nhỉ? Cho anh quay một chút nhá. Mấy đứa nhìn rất là xinh. Đó, đây có mấy em đang chụp ảnh này. Cún ơi, mấy em diễn xong rồi à? Phải không? Diễn xong rồi phải không Cún? Quần áo ra sặc sỡ nhá. Sao lại dùng cam thường mà xịn sò quá người ta. Trời ơi, thời buổi 1.0 rồi dùng cam thường là mình xinh. Đó các bạn này. Rất nhiều em xinh nhá. Đến quay cho. Anh chào em đang chụp ảnh nhá. Cho anh hỏi một chút được không? Nhìn em rất là xinh ấy. Hỏi kìa. Em kìa. Em là dân tộc Mông à? Em dân tộc Tày ạ. À, dân tộc Tày à? Lại mặc quần áo Mông à? Em mặc thử chơi ạ. À, thử chơi. Thế là mấy em là diễn chưa? Em không ở xã này ạ. À, ở xã khác à? Rồi. Đó. Kìa có một em rất là xinh gọi nhá. Em gái cho anh nhờ chút. Em ấy. Cho anh nhờ chút. Em có phải dân tộc Mông không? Không ạ. Không à. Thế hôm nay lên đây chứng kiến cái lễ hội này có thấy vui không? Vui. Nhưng mà em phải người trên nào? Có. Em là dân tộc gì? Dân tộc Dao. À, dân tộc Dao. Thế không mặc quần áo Dao à? Ừ, hình như bạn ấy mượn. Bạn ấy mượn à? Ấy ơi, bạn nào? Nhưng mà em thì có mặc không? Em thì có mặc không? Tí có mặc quần áo Dao không? Có. Đâu bộ quần áo của em đâu? À đây à? Em là Dao đỏ à? Đúng không? Em Dao áo dài. À Dao áo dài. Dao thì anh thấy có những... Em là Dao áo dài khác, Dao tiền khác đúng không? Hay là một? Khác. Đó, có... Mấy em rất là xinh này. Em mà thì có diễn gì không? Không ạ. À, hôm nay chỉ mặc quần áo đi chơi thôi đúng không? Nãy em diễn rồi. Nãy em diễn cái gì? Ở xung quanh cồn đấy. À, sớm quá nhỉ, anh lại không kịp lên chứng kiến cái lễ hội đó. Rất là tiếc các bạn ạ. Mấy em này vừa múa cái mặc quần áo dân tộc, múa cái lễ hội cột này. Nhưng mà mình không được chứng kiến cái cảnh đó. Bạn rất là xinh. Em sinh năm bao nhiêu đấy? Em sinh năm bao nhiêu đấy? 2005 à? Học mười mấy? 11 à? Đúng không? 9. À lớp 9. Em tên là gì? Linh. Nhà ở Bản Béo đấy đúng không? Vâng. Có người yêu chưa? Chắc có rồi nhỉ? Chưa. Nhìn xinh xinh là có rồi. Làm gì đã có. Kệ, đóng đi. Thúy ơi, nhớ gửi qua cho cây nhá. Chị gái quá. Đừng có chụp xa quá. Ê, này, không có dép. Em bình thường một cái bộ này của em là bao nhiêu tiền đấy? Em gái đang chụp ảnh này. Em không ơi. Biết đâu, chắc là tầm mấy triệu gì đấy. Mấy em triệu không phải dân tộc ấy. 1 triệu đến 2 triệu, 3 triệu không có. 1 triệu không có. Trên này có một em rất là xinh. Mày ngủ cho ta nhá, rồi tối rồi. Rồi, ok. À đúng rồi, cha ơn nóng quá. Đó, đây có mấy em rất là xinh nha các bạn này. Nick Facebook Sĩ Hoàng Thị Điều à. Chị yêu Lý Hữu Dương ấy. Lý Hữu Dương.
đấy video cũ của Lánh ấy. Đấy. Đúng rồi, con ra đâu đúng không? Anh không quay đâu. Đó, em Linh em ấy mặc bộ quần áo dân tộc các bạn nhé. Em gái này xinh lắm các bạn, rất là xinh. Mỗi tuần là nói chuyện khó lắm. Mấy nào của Lê, của Linh, 13% của tôi. Linh ơi, cho anh hỏi chút đi. Ở trên này có kiểu bắt vợ không? Hả em? Có. Em đã được chứng kiến cái cảnh bắt vợ chưa? Đã ai kéo em chưa? Chưa. Thế tí anh kéo em nhá. Cho anh kéo em được không? Anh thì cũng không phải người trên này nên là cũng không biết là cảnh kéo vợ như nào. Mọi người cũng thích xem cái cảnh kéo vợ nhưng mà anh chưa được kéo bao giờ. Con lệnh mẹ luôn. Xem. Có biết ăn gì mà xấu thế, địt mẹ mắt với mắt trâu ấy. Nó náo quá. Đó, có rất nhiều các bạn nha. Nó có mấy em nhỏ này cũng mặc quần áo dân tộc đi chơi lễ hội này. Bây giờ thì mình sẽ lên cái chỗ lễ hội nha các bạn nhé. Đó. Đề nghị các vận động viên của Hai Thôn Bản Béo và đồng chí chúng ta sẽ kỷ niệm thi. Đề nghị các vận động viên chúng ta ra sân để chuẩn bị thi. Đấy, các vận động viên. Ngăn nữa thì mình sẽ ra giao lưu cùng em nhé. Đó, người đẹp và những thửa ruộng vàng các bạn nhé. Rồi. Anh chào em nhá. Chào anh. À, cái bộ này mình mặc có phải là của dân tộc Mông không? Đúng rồi ạ, dân tộc Mông ạ. Cái này là của dân tộc em à hay là? Đúng rồi ạ. Em dân tộc Mông à? Dân tộc Mông. À, nhìn rất đẹp các bạn nhá. Em tên là gì? Em tên Loan ạ. À rồi, anh chào Loan nhá. Thì hôm nay em thấy cái lễ hội của dân tộc mình thấy thế nào? Rất là thú vị và rất là hay. Vì cái này là cái truyền thống của dân tộc em. Anh thì cũng lần đầu tiên anh lên đây thì được chứng kiến cái lễ hội này rất là vui. Nhưng mà cũng không được xem cái lễ hội múa vì là mình lên chậm quá. Em là nhà trên này đúng không? Vâng ạ. Sufi à? Vâng, Sufi ạ. Em sinh năm bao nhiêu? Em 97. À, 97. Em đang làm gì chứ đúng không? Giáo viên. À, rồi. Rồi, cảm ơn nhé. Cho anh bắt tay em nhé. Rồi, chúc em sức khỏe nhé. Rồi, cảm ơn em. Không? Em không phải là giáo sĩ đâu, giáo cùn ạ. Giáo cùn à? Anh cứ tưởng em là sân trên này, hóa ra không phải à? Không ạ. Rồi, chào em. Em bạn mới du lịch thôi ạ. À rồi, cảm ơn nhé. Cho mình xin phép kết thúc cái video này ở đây nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo trên kênh của mình nhé.